cho em vay với. Thực sự đây là một trong những cái ngày cuối năm thì chắc chắn cái nhu cầu mua sắm, nhu cầu vay tiền hoặc là nhu cầu chi tiêu tiêu dùng nó sẽ rất là nhiều, với một cái năm kinh tế rất là suy thoái và cũng rất là khó khăn cho tất cả các ngành, các nghề. Thì HD Session nó đã đưa ra những cái gói vay rất là đơn giản dành cho tất cả các khách hàng. Mặc dù là những cái gói vay này không nhiều nhưng mà cũng đủ để khách hàng có một cái Tết thật là ấm no trong cái những cái dịp lễ hội cuối năm. Thì hiện tại HD Session nó đã đưa ra một cái app ứng dụng HD Session dành cho tất cả các khách hàng, cho dù là khách hàng mới hay là khách hàng cũ đều được hỗ trợ. Nếu khách hàng có đủ những cái giấy tờ cần thiết để cung cấp để hoàn thành bộ hồ sơ, khách hàng nào mà có căn cước công dân với bằng lái xe hoặc là căn cước công dân với cà vẹt xe chính chủ thì chúng ta sẽ vay được khoảng từ 10 tầm khoảng 12 triệu 6. Khách hàng nào mà có bảo hiểm y tế do công ty cấp thì vay được khoảng 15 triệu 750 ngàn. Khách hàng nào mà vừa có bảo hiểm y tế do công ty cấp mà vừa có thêm hợp đồng lao động bản gốc thì mình cũng sẽ vay được khoảng 15 triệu 750 ngàn với mức lãi suất ưu đãi dành cho công nhân. Khách hàng nào mà có vừa có bảo hiểm y tế do công ty cấp vừa có hóa đơn điện trùng với địa chỉ trên căn cước công dân thì mình sẽ vay được khoảng 24 đến 42 triệu. Thì trong quá trình làm hồ sơ thì chắc chắn mọi người cứ vào, nếu có iPhone thì mọi người vào App Store để mọi người tải về, hoặc là mọi người có Android thì mọi người vào CH Play để mọi người tải cái app này về. Thì trong quá trình làm hồ sơ sẽ có cái mã giới thiệu, mọi người cứ nhắn tin vào Facebook của Ngọc là Bu Cano Khánh Ngọc thì Ngọc sẽ cố gắng dành thời gian để trả lời mỗi ngày, để tư vấn và hướng dẫn cho mọi người. Và Ngọc cũng sẽ gửi cái mã giới thiệu của Ngọc để cho mọi người làm. Có cái mã giới thiệu thì hồ sơ nó sẽ dễ duyệt hơn, nó sẽ trơn tru hơn, nó giống như có một cái nhân viên đang hỗ trợ và đồng hành. Và mọi người có những cái thắc mắc hay là những cái gì mà không biết, hoặc là đang làm hồ sơ có những cái gì đó mà mình cảm thấy nó không có hiểu thì mọi người cứ nhắn tin cho Ngọc thì Ngọc sẽ hỗ trợ rất là nhiệt tình cho tất cả mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều.